Thưa quý vị và các bạn, công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn của Hà Nội. Những bức tường với chất liệu xi măng cũng đã xuất hiện tại công viên này gần 60 năm qua và gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Trải qua nắng mưa và thời gian, không ít các bức tường đã xuống cấp, bong chóc và sơ mốc. Trước thực trạng này, thì Ban Quản lý Công viên Thống Nhất đã quyết định thay đổi diện mạo cho những bức tường này. Tuy nhiên, những sắc màu cực kỳ rực rỡ, xanh, đỏ, tím, vàng, không thiếu màu nào được đắp lên những bức tường đã khiến cho nhiều người phải giật mình. Sau thời gian đóng cửa do dịch Covid-19, những mảng màu rực rỡ được quét lên những bức tượng cũ tại công viên Thống Nhất. Tượng nào cũng được vẽ theo một công thức, tức là tóc màu đen, mắt màu đen, môi đương nhiên phải màu đỏ. Đứng ở cổng công viên, rất dễ có thể nhận ra các mảng màu xanh đỏ dù tượng ở rất xa. Nhiều họa sĩ cho rằng tượng vốn đẹp vì hình thể bố cục và hài hòa với không gian xung quanh. Nó không cần màu me, loe loẹt và quê như thế. Nhiều người còn chỉ trích đây là một thẩm mỹ kém, thậm chí có người còn cảm thấy sợ hãi khi nhìn các bức tượng này. Theo Tổng Giám đốc Công viên Thống Nhất, đơn vị này đang chờ đón sự phản ứng của dư luận. Nếu như việc sơn tượng bị phản ứng dữ dội quá, Công viên Thống Nhất sẵn sàng sửa sai.